Như mọi ngày, chị Ngọc Thủy dậy sớm mở xe đẩy bán nước ở góc đường U Văn Kim giao với Tân Cảng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra buôn bán. Tuy nhiên, chưa kịp buôn bán gì thì mưa lớn làm cho cái đoạn đường này ngập sâu trong nước, nên chị đành tranh thủ ăn sáng chờ nước rút. Mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh làm nhiều tuyến đường lên láng nước, trong đó đoạn đường U Văn Kim giao với Tân Cảng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước, có đoạn ngập gần nửa mét. Mưa lớn và đường ngập nước làm cho nhiều người điều khiển phương tiện qua đoạn đường này gặp nhiều khó khăn, trong đó có người đang đi làm cũng chấp nhận trễ làm để tấp vào lề đứng đợi bớt mưa và nước rút. Theo số liệu từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại huyện Củ Chi là 59,6 mm, huyện Nhà Bè là 68,8 mm, huyện Bình Chánh là 31 mm, thành phố Thủ Đức là 11 mm. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 11 đến 14 độ vĩ bắc hoạt động mạnh, gió tây nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ từ trung bình đến mạnh. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng đưa ra cảnh báo mây đối lưu vẫn đang tiếp tục phát triển và gây mưa dông trên toàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ các khu vực trũng thấp, tập trung vào buổi chiều tối và đêm, có nơi mưa vừa, mưa to. Lúc đi đến đây rồi mới phát hiện ra ngập. Đến đây làm việc.